thưa quý vị và các bạn, thủ đô Hà Nội vẫn đang trong giai đoạn ngày nắng đêm sương với sự chênh lệch nhiệt độ lên tới cả chục độ. Ban ngày cao nhất ở khoảng 30 độ, cảm giác hơi oi nóng. Nhưng về đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Sang ngày mai, do khối không khí lục địa có cường độ suy yếu chậm nên sáng sớm trời nhiều mây se lạnh với nhiệt độ chỉ khoảng từ 21 đến 23 độ. Đến trưa và chiều, trời giảm mây, có nắng, mức nhiệt sẽ tăng dần và cao nhất ở ngưỡng 30 độ. Đây là khoảng thời gian có độ ẩm không khí khá thấp, chỉ hơn 40% một chút nên sẽ hanh khô rõ rệt. Trong thời tiết hanh khô như thế này, mọi người sẽ cảm thấy háo nước, da dẻ khô ráp hơn. Do đó, hãy uống đủ nước mỗi ngày, bổ sung các loại rau củ, trái cây nhiều vitamin, bôi kem dưỡng da và bảo vệ da cẩn thận khi ra ngoài trời. Dự báo trong 3 ngày cuối tuần, thời tiết ở Hà Nội rất đẹp, ban ngày trời nắng không mưa, nhiệt độ cao nhất sẽ không vượt quá mức 30 độ. Hãy tranh thủ xuống phố ngắm những con đường nhuộm vàng bởi những hàng cây đang chuẩn bị thay lá. Chắc chắn rằng đây sẽ là một trải nghiệm thú vị không thể nào quên của mùa thu Hà Nội. Sau đây sẽ là thời tiết chi tiết của các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Ở khu vực từ Phúc Thọ, Đan Phượng tới Chương Mỹ, trời nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Thanh Oai đến Thường Tín, Mỹ Đức, sáng sớm trời nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra tại các huyện phía Bắc như Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Tại vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Còn tại trung tâm thành phố Hà Nội, sáng sớm trời nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Còn bây giờ là phần dự báo chi tiết của Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại!